Thế là hết RAM chứ gì. Bây giờ ông tháo cái thanh RAM mang ra đây cho tôi. Nhìn đây này. Đấy, bây giờ ông lắp vào máy đi. Oh no. Đấy, tôi tưởng là không nóng lắm. Bây giờ lấy cái khăn ướt dắt vào rồi lắp vào máy đi. Thousand years later. Chạy đây, chạy đây. Nhìn đây này. Đấy, bây giờ ông kiểm tra đi xem là RAM lên bao nhiêu rồi. RAM lên 32GB luôn rồi này. Tài thật. Ông đúng là chuyên gia công nghệ ông khác ấy.